Sẹo rỗ ở mức độ nhẹ thì hình thành do quá trình điều trị mụn sai cách. Chúng ta dùng tay nặn mụn và để cho mụn viêm quá lâu ngày thì khiến cho các cấu trúc liên kết của collagen sẽ bị phá hủy và vô tình hình thành chân sẹo lõm. Và mụn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sẹo rỗ ở mức độ nhẹ trên da. Và tình trạng sẹo rỗ ở mức độ nhẹ trên da thì nếu như chúng ta để lâu ngày thì sẽ gây mất thẩm mỹ trên làn da mặt. Và các chuyên gia khuyên rằng dù ai thì cũng nên điều trị sẹo rỗ càng sớm càng tốt. Còn lỗ chân lông to là gì? Lỗ chân lông là những lỗ nhỏ có thể nhìn thấy trên bề mặt da của mỗi người và nó có chứa nang lông và dầu tự nhiên, có tác dụng làm giúp cân bằng cho da. Nguyên nhân gây ra tình trạng lỗ chân lông to đó là do bã nhờn quá nhiều. Tuyến bã nhờn khi tiết ra quá nhiều dầu thì dầu sẽ nổi lên trên cùng của da và còn tích tụ nhiều trong lỗ chân lông, bởi vì thế sẽ khiến cho lỗ chân lông sẽ giãn to ra, giảm độ đàn hồi trên làn da. Và khi da bạn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa thì dẫn đến tình trạng da sẽ kém săn chắc và tăng thể tích nang lông. Cách điều trị sẹo rỗ giúp xe khít lỗ chân lông hiệu quả là gì? Hãy giữ cho làn da luôn khô ráo, lỗ chân lông được thông thoáng. Một trong những nguyên nhân chính hình thành mụn đó là làn da đổ quá nhiều dầu, luôn ở trong tình trạng không được vệ sinh sạch sẽ. Và vì vậy cho nên việc bạn cần làm đó là giữ cho làn da, bề mặt da được khô ráo và kiểm soát lượng dầu tiết ra trên bề mặt da. Và cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn một gói giấy thấm dầu trong túi để có thể thấm hút bớt lượng dầu thừa tiết ra trên bề mặt da. Thì hãy trang bị cho mình một chai xịt khoáng, nó sẽ có thể giúp bạn cấp nước kịp thời cho làn da, tránh tình trạng do thiếu nước nên làn da bắt đầu tiết nhiều dầu hơn. Và điều mà bạn không được quên đó chính là hãy vệ sinh cho làn da mặt thật sạch sẽ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cho quá trình điều trị sẹo rỗ, lỗ chân lông to sẽ có được hiệu quả một cách nhanh chóng. Hãy tẩy tế bào chết định kỳ cho làn da. Tế bào chết chính là các tế bào mà bong ra để cho các tế bào mới thay thế. Và nếu như không tẩy tế bào chết định kỳ thì bạn sẽ biến nó sẽ trở thành hàng rào để ngăn cản quá trình hấp thụ dưỡng chất bên trên làn da của bạn, và lâu dần sẽ khiến cho làn da ngày một xấu đi. Và cách duy nhất của bạn lúc này chỉ có thể là tẩy tế bào chết để làm sạch hết lớp tế bào chết hay là lớp sừng già cỗi cứng đầu trên bề mặt da. Và tẩy tế bào chết không những là có tác dụng làm sạch cho lỗ chân lông, còn kích thích cho làn da sẽ sản sinh ra các tế bào mới, giúp cho làn da của bạn sẽ thêm hồng hào. Rồi sau khi đã tẩy tế bào chết thì làn da của bạn sẽ dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất có trong các sản phẩm chăm sóc da ở những bước tiếp theo. Và tùy thuộc vào từng loại da mà bạn có thể lựa chọn cho mình cách tẩy tế bào chết phù hợp, như là ở dạng hạt, dạng lột hoặc là AHA, BHA. Hãy áp dụng một chế độ ăn uống sinh hoạt thật là điều độ khoa học. Có không ít bạn là chỉ quan tâm đến việc dưỡng da ở bên ngoài nhưng lại xem nhẹ việc có một chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học để có thể chăm sóc cho làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong. Thì việc duy trì giữ vững một lối sống giờ giấc sinh hoạt một cách khoa học, thời gian ăn uống và nghỉ ngơi đảm bảo đúng giờ, không thức quá khuya hay là ngủ thiếu giấc. Việc này sẽ hạn chế đặt nhiều áp lực lên làn da, khiến cho làn da không phải cật lực làm việc quá tải. Sử dụng kem trị sẹo rỗ. Kem trị sẹo rỗ thì được khách hàng tìm kiếm đến khá nhiều, và loại kem này thì được sản xuất với mục đích đặc trị các tình trạng sẹo lõm nhằm phá hủy đi lớp chân sẹo nằm ở dưới sâu tầng biểu bì và tăng sinh collagen nhằm mục đích đó là lấp đầy vùng da bị sẹo lõm. Kem trị sẹo còn có thể bổ sung thêm một số thành phần có tác dụng hỗ trợ đắc lực trong việc xe khít lỗ chân lông, giúp cho làn da sẽ căng mịn, giảm thô ráp. Và trị sẹo rỗ, lỗ chân lông to bằng cách sử dụng kem trị sẹo bôi ngoài da thì có thể nói đây chính là một phương pháp khá an toàn và tiện lợi, và có giá thành không quá cao, thế nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được hiệu quả. Tuy nhiên thì với đa số các loại kem trị sẹo rỗ, lỗ chân lông to trên thị trường thì chỉ áp dụng cho những tình trạng nốt sẹo rỗ ở mức độ nhẹ và vừa mới hình thành, chưa bị lõm quá sâu. Và nếu như tình trạng sẹo rỗ trên mặt bạn ngày một nặng hơn mà kem trị sẹo không đáp ứng được thì lúc này bạn nên đến các trung tâm làm đẹp có những phương pháp điều trị sẹo rỗ, lỗ chân lông to bằng những phương pháp như là cắt đáy sẹo hoặc là phá đáy sẹo. Phương pháp này thì giúp làm đầy các vết sẹo rỗ và giúp làm giảm các vết thâm nám có trên bề mặt, và giúp cho làn da sẽ trắng sáng và trẻ hóa hơn ban đầu. Thông tin về địa chỉ điều trị sẹo uy tín thì mình sẽ để phần mô tả video, các bạn có thể tham khảo. Và bây giờ thì hẹn gặp lại vào những video sau. Đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé.